Khỏe sao còn sống rồi sao không về? Tại sao còn sống rồi chịu về mà tưởng đâu ông chết, ông có một bà ngoại chết rồi. Mẹ bỏ dù sao mẹ cũng đỡ mẹ ở xứ của mình, con ở xứ người. Tưởng chết còn bỏ mạng xứ người. Chị. Dạ dạ chị cho con một phút con gọi lại cho nha. Có gì đưa chị họ chị Duyên luôn nha. Chút con gọi lại là con đưa giùm nha. Chờ em một xíu, chờ em một xíu. Ngày hôm nay thì Phong Bụi cùng với anh Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên, thuộc tỉnh An Giang. Và cách đây vài ngày trước thì Phong với anh Bùi Hồ đang có mặt tại Campuchia. Và trong cái nhân duyên nào đó thì Phong đã gặp được một cái chị gái bị mắc kẹt bên Campuchia. Nó suốt hơn mười mấy năm sống một cuộc sống còn tệ hơn cả một con vật luôn. Và ngày hôm nay thì con Bùi đã kết nối được gia đình và tìm được người thân. Đây là mẹ của chị Duyên ha. Mười mấy năm qua thì cô không gặp được con đúng không? Và chỉ còn một xíu nữa thôi thì con sẽ cho cô gặp được. Cái cảm xúc hiện giờ của cô như thế nào? Rất mừng. Rất mừng ha. Bây giờ thì con sẽ gọi điện thoại qua chị Duyên ha, để cho cô thấy rằng là chị Duyên như thế nào nha. Đây, đây là hình ảnh. Alo, chị nghe rõ không? Rõ ha. Em đang ở Long Xuyên nè. Dạ, nghe lúc này chị thấy sao? Xíu nữa gặp được mẹ chị vui không? Dạ vui. Vui ha, giữ bình tĩnh nha. Dạ. Thì chút nữa đây thì em sẽ cho chị gặp mẹ nha. Ok nha. Ồ, sao em không nghe được tiếng chị? Lớn lên. Lớn lên. Dạ dạ nghe. Đây nè. Khóc rồi chị, khóc rồi. Mẹ nè. Mẹ khỏe mà. Khỏe sao còn sống rồi sao không về? Tại sao còn sống rồi chịu về mà tưởng đâu ông chết, ông có một bà ngoại chết rồi. Ngoại mới chết à? Ngoại mới chết chưa được một năm nữa, tại sao còn sống đó rồi đâu, con không về? Không về thăm bà, bà kiếm từ ngoài luôn. Ai cũng nghĩ là chết hết trơn chứ đâu có nghĩ mà sống đến ngày hôm nay đâu. Giờ nhờ mấy chú này phải đeo theo để về Việt Nam, về ở nhà ông bà ngoại nè, bà ông bà ngoại về làm lại từ đầu chứ tuổi còn đã lớn rồi đâu có còn nhỏ nữa. Nếu mà không gặp á, nếu mẹ không gặp con, mẹ cũng chết trước con đâu. Mẹ bệnh nhiều dữ lắm, trong người mẹ bệnh quá trời luôn, nhiều bệnh lắm mà không tiện đi khám, mẹ cũng không có đi đâu thiệt. Đợi chừng nào mà nghĩ con chết không bao giờ nghĩ con sống đến ngày hôm nay đâu. Đời của mẹ khổ quá. Đời mẹ khổ, mẹ gặp con còn khổ hơn mẹ nữa. Thiệt. Mẹ khổ, dù sao mẹ cũng đỡ mẹ ở xứ của mình, con ở xứ người. Tưởng chết còn bỏ mạng xứ người rồi. Chị Duyên bây giờ tâm giờ chị muốn như thế nào? Chia sẻ với mẹ đi. Nó muốn về Việt Nam. Ráng đi rồi sao mà mấy chú này giúp đỡ cho con về Việt Nam. Đây ông bà ngoại đây. Để lấy cái cặp. Bà ngoại nè. Để lấy cái ảnh xuống cho dễ ha. Lấy gì ảnh xuống đi. Lấy gì ảnh xuống. Hãy
Chị Duyên ơi. Dạ. À, chị nghe em nói không? Dạ nghe. Ờ, em chia sẻ với chị như thế này nè. Là suốt 10 năm ròng rã chị ở bên Campuchia á, là bà ngoại chiều nào cũng đạp xe đi kiếm chị hết á. Bà ngoại nói là con Duyên đâu, con Duyên đâu. 17 năm rồi á, biết không? Dạ. Chị có biết bà ngoại mất chưa? Dạ, mẹ mới nói. Đúng rồi, gặp có gặp ít tốt. Con có gì không, mất mẹ đó, bà ngoại mất rồi. Con khóc mới đó. Đây nè chị Duyên. Bà ngoại nè. À, có nhắn gì cho bà đi, bà cứ nghĩ là chị vẫn còn còn sống, cho nên là lúc bà ngoại còn sống á, một năm trước là bà ngoại đạp xe kiếm chị suốt mà, chiều nào cũng đi hết á. Dân ở Long Xuyên ai cũng thấy bà đi kiếm cháu hết à. Phải bà ngoại mình không? Lúc còn ấy. Bây giờ con muốn nhắn gì cho bà đi, cho bà vui đi. Con mong bà tha thứ cho con. Xúc động quá chị Duyên nói không nên lời. Ngay lúc này là chị Duyên nói thì không được tiếng luôn rồi. Âm thanh thì nó bị chợt nghẹn, con mong bà tha thứ cho con. Tự nhiên nghẹn. Chứ nó yếu quá, yếu rồi. Nhìn nó ốm quá rồi. Rồi, nhường lại không gian cho hai mẹ con tâm sự một xíu đi ha. Mười mấy năm rồi, bây giờ cũng không có thời gian mà gặp nhau bây giờ. Để hai mẹ con tâm sự đi. Cô có hỏi gì chị Duyên với con? Biết hỏi gì giờ? Tôi bây giờ tôi không biết con tôi nó tha thứ cho tôi chứ tôi không có cái gì mà để lo gì cho con tôi được hết trơn á. Sao chị Duyên? Thấy mẹ sao? Vui không? Để nó à, nó đi đâu vậy? Ừ quên rồi, sáng giờ kiếm để cho nó nói chuyện với nó nữa. Sáng giờ tao không thấy nó gì chừng á. Chị kể lại cái cuộc sống của chị bên Campuchia như thế nào cho mẹ biết ấy, rồi rồi muốn xin lỗi gì mẹ thì hôm nay có dịp qua điện thoại thì có thể chia sẻ trước. Mẹ không có biết chị sống ở đó như thế nào hết à. Tội nghiệp nó quá, đừng ấy nữa, đau mệt. Thì nó nhức đầu luôn, gặp nội mà nó đụm gác không mà là nhức đầu rồi. Không có muốn coi nữa. Mới có 30 mấy tuổi đầu đó mà bây giờ nhìn coi, mình nhìn con người coi còn tệ hơn mẹ nữa. Giúp đỡ cho về, về có làm lỡ từ ăn từ đầu, làm lỡ từ đầu và lo thờ ông bà ngoại tứ. Về ở nhà ông bà ngoại nè. Giờ về chọc gì nữa, nhà ông ngoại lại im rồi. Sửa lại rồi, có chỗ ở rồi. Mặt nó đâu phải thổn gì đâu, cái mặt nó hồi đó nó tròn vô à mà nó ấy lên vô lắm. Chứ bây giờ con người nhìn không ra, nếu thật sự nó không nói là mẹ với cha là hoặc là nó tên nó là em nó là không nhìn thẳng là không ra nó luôn, không ra luôn. Con người tàn kêu bằng không còn đường nào nhìn không ra luôn đó. Thật sự con mà tạo ra mà mẹ mang nặng đẻ đau không ra được con mình luôn á. Có người người ta giờ đi người ta cũng có cái gì phải giống. Còn cái này kêu bằng nhìn mà kêu bằng tới giờ tới mà coi mà đến nó nói rồi mới nhìn ra ra là thật sự.
Nhưng nó nói lời của nó nói trên cộng đồng mạng vậy, cha nó không biết thiệt, thật sự cha nó giờ cũng không biết nơi nào luôn nữa. Thôi ra rồi ai cũng có gia đình riêng tư hết trơn rồi, từ đó sao cũng không gặp mặt cha nó luôn, thật sự mà nói luôn, không gặp cha nó luôn. Cái người mà chị muốn gặp nhiều nhiều nhất khi bà về Việt Nam là ai chị Duyên? Mẹ với bà ngoại, ngoại mắt. Mày ra đây cho nó nhìn mày coi chọc. Dì nè. Kể coi coi ra ai không Phan, để coi cho nó nhìn thử thôi. Ai đây? Coi dì này dì thứ mấy đây. Nhìn coi ra đây ai không? Ai? Dì chọc. Dì nói chuyện với lại cháu đi. Giờ cố gắng rồi mấy chú này giúp đỡ cho về. Có xe dưới ngoài nhà dì sửa đây rồi. Về cũng có chỗ ở rồi. Gán rồi về tụi Quỳnh lo làm ăn rồi lại làm lại. Giờ mẹ không ra luôn, tao giờ mua hổm tao khóc chết luôn. Quyền tới sớm hả chị, nghe tao về cái nhà ai cũng nói hết trơn. Đăng lên hả, ai cũng đều hả, người ta thương mày hả, người ta đăng lên hả, xin quá sỏi lên cho luôn. Mày xin được cho mày về. Ta xin người này, xin người kia rồi. Xin mấy chú này đang cho mày đưa về, cho về giếm kìa. Người ta hả, quá trời luôn. Quảng ảnh hả, xin cho mày về quá trời luôn. Ai cũng thương hết. Sớm ghiền đồ, người ta đăng lên là xin cho về. Người ta thấy con á đi lỡ cái đống rác lụm đó mà không biết. Có ai mà còn thêm ngủ một cái chòi thua, một cái chòi của con gà nữa. Ai cũng đều thương hết. Ta coi mà biết bao nhiêu này, mà người ta vô, người ta khóc nhóc hết. Sớm rồi ta thấy. Nếu con thật sự như vậy con về, con phải làm lại từ đầu. Con thờ ông bà ngoại của con về, đến ngày á ngoại cúng này kia là ngoại nuôi con ngoại. Đến ngày khôn lớn ngày con bỏ bà ngoại ra đi, con chưa được trả gì cho bà ngoại có hiếu hết trơn á là con ra đi rồi đó. Về gánh lo đốt nhang này kia. Còn đối với mẹ là mẹ không có lương tâm, là không có gì với mẹ hết trơn á, mẹ không cần gì hết, tại mẹ của con là vô lương tâm rồi, không có là mẹ không có gì mà mình muốn gì nơi con hết trơn á. Chỉ mẹ chỉ kêu con về hương khói cho ông bà ngoại thôi, giúp cộng đồng ngoài mạng gì ạ, bên gì giúp cho con về được về với nó đoạn tụ với ông bà ngoại thôi. À, bây giờ như thế này chị Duyên ơi, hôm nay thì tụi em may mắn là tụi em tìm được gia đình. Chết. Nó nghĩ rằng nó không có đoàn tụ gia đình vào ngày hôm nay. Nó nói đó. Tụi em sẽ cố gắng làm giấy tờ tìm cách đưa chị về Việt Nam nha. Nhưng mà phải mất khoảng một thời gian nữa. Rồi cố gắng em muốn ráng chịu đựng đi, ăn uống vô phải cho nó có sức khỏe mới được. Về mới đi gặp ông bà ngoại trên bàn thờ. Thì ai biết tháng này tháng mưa mà ngủ cái chòi thấy chứ không phải không thấy. Nhưng mà con chịu đựng đó lâu rồi, bây giờ cũng gắng chịu đựng mấy chú này đi giúp cho con về tới Việt Nam. Không được bao lâu nữa đâu con sẽ về đoàn tụ với gia đình. Nhà ở rồi. Gán đi mấy chú giúp đỡ cho về, giờ có nhà ở rồi thì mưa thì có chịu qua, chứ giờ không có chỗ ngủ thì che đỡ đó, ngủ đỡ vậy đi chứ biết sao. Bây giờ như thế này nè, em sẽ gửi gắm giùm cho gia đình của cô ba. Cô ba lo cơm cho, nhờ cô ba giúp giùm nha, cô ba lo giùm cho cửa cơm, rồi khoảng nửa tháng nữa con tìm cách đưa về Việt Nam nha. Dạ dạ, nhờ chị Hồng giúp giùm cái việc cơm nước giùm cho chị. Dạ dạ. Vui ha. Tính trong bụng rồi. Rồi có người gửi gắm rồi á, mẹ bên Việt Nam cũng yên tâm nha. Dạ. Rồi bên Campuchia đó giữ sức khỏe chờ ngày về đoàn tụ. Dạ. Rồi thôi chắc bây giờ thì xin kết thúc cái việc kết nối qua điện thoại, tại vì nó cũng chập chờn quá.
Thì về Việt Nam mà tâm sự thêm ha chị. Chị Duyên. Mẹ chờ chị về. Mẹ chờ con về nha mẹ. Ôi trời. Con nhắn gì, nhắn lời cuối cùng cho mẹ đây rồi em kết thúc nè. Ừ, mẹ chờ về. Thấy rồi. Chồng con. Thôi nó bị bệnh hay gì nó nói thôi. Bị bệnh. Rồi tạm biệt nha. Gán thì gán ở đó ăn uống thì vô. Ừ, cái câu mà kết thúc chị nói nghe ngậm ngùi thế ghê á. Mẹ chờ con nha mẹ. À, ngày hôm nay thì có việc gặp lại gia đình. Thì cũng là tụi con sẽ cố gắng làm sao trong tương lai sớm nhất để đưa chị về. Tại vì sẽ phải làm thủ tục giấy tờ chích vaccine cho chị này. Rồi làm những cái giấy bảo lãnh để đưa về Việt Nam. Thì cũng phải mất khoảng 1 tháng. Thì cô con hẹn gặp cô để đón chị Duyên ở cửa khẩu nha. Một cái lương duyên thì chắc có lẽ cô cũng nhắn nhủ gì một cái lời gì đó. Nãy giờ qua cái sóng điện thoại nó hơi chập chờn. Yeah. Thì chị Duyên đang xem được đoạn hình này thì cô nhắn lời cuối cùng trước khi con kết thúc đoạn clip này à? Dạ. Nhắn gì cho con gái mình đi ha. Nhắn cho Duyên hả? Dạ. Yeah. Mẹ nhắn cho con mau về đoàn tụ với cha với đoàn tụ với mẹ với ông bà ngoại, đang thờ ông bà ngoại. Cho con phải làm lại từ đầu. Cũng mong ơn mấy anh làm giúp đỡ rồi cho con cháu em về. Mong ơn này kia mấy chú rồi nhiều lắm, gia đình khổ mà. Mong ơn mấy chú giúp đỡ cho nó về cũng tra tạ mấy chú. Mong ơn mấy chú nhiều. Thì xin mời quý cô bác anh chị sẽ tiếp tục theo dõi các cái video sắp tới. Tụi mình sẽ theo chân của gia đình để đưa chị Duyên trở về nước hồi hương ha. Dạ. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và hy vọng rằng đón nhận những cái tin vui nữa. Dạ, chào tạm biệt ha. Cô cố gắng giữ gìn sức khỏe để mà đợi chị Duyên về nha. Dạ, cô cũng mong mấy chú mấy này kia giúp đỡ giùm. Giúp đỡ cho con Duyên nó về được Việt Nam chứ hồi từ đâu giờ tưởng con cái nó đã chết rồi. Được một cái gì là mừng trên đời này với ông bà ngoại nó cũng là nơi chánh suối cũng mừng dữ lắm rồi. Mòn mỏi con cháu, biết mà khơi thở cuối cùng không gặp cháu ngoại nữa.